Chào tất cả mọi người nha, quá hot luôn. Thì sau đây sẽ là cái trailer chính thức ra mắt nhân vật Luffy Gear 4 và chính thức sẽ ra mắt vào lúc 11 giờ trưa ngày 28 tháng 9 nha. Anh em chú ý cho mình. Và cái vòng quay Luffy Gear 4 này anh em có thể chọn quay lấy mảnh Luffy hoặc là lấy nhân vật Doflamingo. Nếu mà đợt trước anh em nào đang thiếu mảnh của nhân vật Doflamingo thì bây giờ có thể quay rồi nha, quá ngon luôn. Và Luffy Gear 4 này sẽ quay bằng trái vàng nha, anh em chú ý. Rồi sau đây sẽ là cái trailer về Luffy Gear 4 nha anh em. Đấy, chỉ có một dạng thôi nha anh em, một dạng Gear 4 thôi. Đây. Ok, cái chiêu thức đây. Thì chắc chắn phải lấy rồi anh em. Đấy, chắc chắn phải lấy cho mình ha. Rồi anh em cùng xem nha. Đấy. Không, đợi ngày mai mình sẽ làm video trải nghiệm test cho anh em xem. Ok.